Thỏ và rùa. Ngày xưa có một chú thỏ và một chú rùa tranh luận với nhau xem ai nhanh hơn. Vì vậy, họ quyết định giải quyết cuộc tranh luận bằng một cuộc thi chạy. Cả rùa và thỏ đồng ý về đường chạy và bắt đầu cuộc đua. Thỏ lao về phía trước một cách nhanh nhẹn. Sau đó quay lại thì thấy rằng cậu đã bỏ rùa một khoảng cách khá xa. Thỏ nghĩ rằng cậu ấy có thể nghỉ ngơi một lúc trước khi tiếp tục cuộc đua. Cậu ấy liền ngồi xuống một cái cây và một lúc sau thì ngủ. Chú rùa bước từng bước khó nhọc nhưng rồi cũng vượt qua thỏ và nhanh chóng bỏ về đích, trở thành nhà vô địch của cuộc đua. Thỏ giật mình tỉnh dậy và nhận ra rằng mình đã thua trong cuộc thi chạy. Bài học của câu chuyện là chậm mà chắc thì sẽ chiến thắng. Đây là phiên bản mà tất cả chúng ta đều lớn lên cùng với nó. Nhưng phiên bản này của chúng ta sẽ tiếp tục. Thỏ nhận ra cậu đã thua cuộc đua chỉ vì quá tự tin, bất cẩn và không nghiêm túc. Nếu như cậu ấy không tự ngộ nhận mình thắng thì chẳng có lý do nào rùa có thể đánh bại được cậu ấy. Vì vậy, cậu ấy thách đấu rùa một lần nữa và rùa đồng ý. Lần này, thỏ cứ thế chạy một mạch không ngừng nghỉ đến đích. Thỏ cách rùa một khoảng cách rất xa. Bài học của câu chuyện này đó là nhanh và nhất quán sẽ luôn đánh bại chậm và chắc. Chậm và chắc thì cũng tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu nhanh và nhất quán. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đây. Lần này đến lượt rùa suy nghĩ và nhận ra rằng không có cách nào mình có thể đánh bại được thỏ trong một đường đua cũ như vậy. Rùa suy nghĩ một hồi và sau đó thách đấu thỏ một cuộc đua nữa, nhưng trên một đường đua khác, và thỏ đã đồng ý. Rùa và thỏ bắt đầu. Tiếp tục giữ vững lập trường của mình là nhanh và nhất quán. Thỏ chạy với tốc độ cao nhất cho đến khi chú gặp một con sông chảy ngang, đích đến chỉ còn cách vài km ở bên kia con sông. Thỏ ngồi đó và tự hỏi phải làm gì bây giờ. Trong lúc đó, rùa từ từ đi đến, xuống sông, bơi thẳng sang bờ bên kia, tiếp tục đi từ từ đến đích. Cái luận lý của câu chuyện này đó là đầu tiên cần nhận biết được năng lực thực sự của mình và sau đó thay đổi sân chơi để phù hợp với khả năng của bản thân. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây. Lần này, rùa và thỏ trở thành đôi bạn khá thân thiết và họ bắt đầu suy nghĩ cùng với nhau. Cả hai đều nhận ra rằng ở vòng đua cuối, cuộc đua có thể được cải thiện lên rất nhiều. Thế là rùa và thỏ quyết định đua lại một lần nữa. Nhưng lần này chúng đã tập trung thành một đội. Chúng bắt đầu và lần này thỏ cõng rùa chạy đến bờ sông. Sau đó rùa thay phiên cõng thỏ trên lưng và bơi qua sông. Ở phía bờ đối diện, thỏ lại cõng rùa và chúng kết thúc cuộc đua cùng nhau. Cả rùa và thỏ đều cảm thấy thỏa mãn hơn rất nhiều so với những lần đua trước đó.